Có rất là nhiều chị em thắc mắc là không biết là cái sâm sâm tô nữ nó có tác dụng gì và nên sử dụng lựa chọn cái sản phẩm nào để cho nó tốt đúng không ạ? Cái sâm tô nữ nó là một dạng củ mà nó gần giống như là cái họ sắn dây ấy mọi người. Đó, và nó có tác dụng nó có tác dụng về nó là cái thành phần đó, cái thành phần nó gần giống như là cái estrogen của các chị em phụ nữ. Mà cái estrogen mọi người sẽ thấy là nó sản sinh được từ buồng trứng da đúng không? Đó, và phụ nữ có đẹp hay không, có da rẻ, tóc móng tai có đẹp hay không nó phụ thuộc rất là lớn vào cái lượng là estrogen ở trong cơ thể của chúng ta. Đó, nên là làm sao ạ? Nên là cái estrogen nó vô cùng quan trọng luôn các chị em ạ. Nhưng mà mỗi năm nó đều bị suy giảm đi đến độ tuổi nào đó các chị em thấy là lượng estrogen ở trong cơ thể chúng ta thấy là proestrogen hay estrogen nó đều bị suy giảm đi. Đó là lý do vì sao mà các chị em nên bổ sung. Và hiện nay thì có rất là nhiều cái sản phẩm mà có thành phần sâm tố nữ đúng không? Là những cái sản phẩm tăng vòng một này, làm đẹp này, tăng cường nội tiết này, hay là sản phẩm nội tiết tốt nữa, nó đều có thành phần sâm tố nữ. Cái củ sâm tố nữ cũng cực kỳ là tốt. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn mà ăn nguyên chất cái sâm tố nữ thì mọi người thật là rất là khó ăn, rất là đắng luôn. Cái bột sâm tố nữ này khi mà nghiền ra giống như cái bột sắn dây mọi người. Đó, bột sắn dây nó dễ nhưng mà cái bột của sâm tố nữ thì nó rất là đắng. Với lại là khi mà một cái thành phần của nó thực sự là nó có nhiều tác dụng nhưng mà một thành phần của nó tất nhiên là nó sẽ không được phối hợp với nhiều sản phẩm, nhiều thành phần khác thì nó sẽ không có nhiều tác dụng mọi người nhé. Đấy, và với cái sản phẩm sâm tố nữ que collagen của tập đoàn Coino hay còn gọi là sâm tố nữ collagen, nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều vấn đề. Bởi vì sao ạ? Nó được kết hợp từ nhiều thành phần. Đấy, trong đó thì mọi người sẽ thấy là thành phần đương quy, cao bạch chuột, cam nhân sâm, rồi là mọi người sẽ thấy là phục linh hay là các thành phần vitamin E, vitamin C, collagen nó sẽ đều hỗ trợ về da rẻ, về nội tiết của các chị em. Do vậy với những chị em mà đang bị nội tiết kém, sinh lý suy giảm ở độ tuổi mãn kinh, tiền mãn kinh, bị bốc quá nóng trong, không ngủ được, đó, rối loạn kinh nguyệt các thứ đều có thể sử dụng được cái sản phẩm sâm tố nữ và hiệu quả chỉ sau ngay một hộp thôi mọi người nhé. Tuy nhiên thì một lộ trình sẽ là 3 hộp. Đó, các chị em đừng có vội mà uống một hộp xong mà lại bảo là chưa có hiệu quả. Nhiều chị em là bị cái nội tiết nó xuống quá mức rồi, quá mức là thấp rồi. Đó, các chị em tưởng tượng như là cái hố sâu đó, mỗi một năm nội tiết nó kém đi là cái hố nó càng sâu. Đấy, khi mà chúng ta uống vào nó sẽ lấp đầy cái hố đấy đi, và nếu mà mới vừa lấp được chút và nó chưa có tác dụng nhiều thì các chị em lại bỏ ngay là không nên. Đấy, chúng ta phải chịu khó lấp đầy cái khoảng trống, lấp đầy cái hố đấy đi thì cái nội tiết của chị em nó mới lên, nó mới tăng cái nội tiết lên được. Đấy, sinh lý nó mới tốt, không còn khô hạn, không còn nóng trong bốc hỏa nữa, da rẻ tự dưng là nó căng tràn, nó đẹp đúng không ạ? Đó, nó đẹp luôn, bởi vì thành phần của nó phải phối hợp với nhiều thành phần thì nó có nhiều tác dụng. Chứ còn nếu mà nhìn mình cái thành phần sâm tố nữ không thì nói thật sự với các bạn là nguyên chất nó cũng rất là nhiều cái củ sâm tố nữ nhưng mà ăn rất là khó, rất là đắng. Và khi mà dùng một sản phẩm không thì thực sự là nó không được phối hợp với nhiều sản phẩm khác, không được phối hợp với nhiều thành phần khác thì nó sẽ không bằng đâu mọi người nhá. Đó, lưu ý cho mọi người. Đó, và cái thứ hai nữa mọi người thắc mắc đó là cái sản phẩm sâm tố nữ que collagen này có nhiều hàng nhái á, thì mình đã phân biệt với bạn rất là nhiều video rồi. Đó, cái cách đơn giản nhất là mọi người cào cái mã tem điện tử này ra, soạn tin nhắn cho mình theo cú pháp là CHG số cách KOHI số cách mã số mà chúng ta vừa cào ra đây, gửi đến tổng đài 8077, trên này có hướng dẫn luôn rồi. Đó, sản phẩm chuẩn là nó sẽ ghi là hàng chính hãng của công ty và có một đoạn tin nhắn về bằng đây. Đó là ok. Đó, ngoài ra thì sản phẩm nó có cái mã của sản phẩm ở trên này luôn, nó giống như cái số chứng minh thư của mình á, có luôn ở đây luôn, nên là không có nhầm đi đâu được. Hàng chuẩn là nó có hết luôn mọi người nhá, nên là mọi người yên tâm. Đó, và sản phẩm này thì khách bên mình dùng quá nhiều rồi, bạn nào mà còn thắc mắc gì cứ gọi điện mình sẽ tư vấn cụ thể mọi người luôn. Số điện thoại của mình là 0985 328 298. Ok, xin chào cả nhà. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé.